Tập 68. Bà muốn mình mau chóng kết hôn, mình nên làm thế nào đây? Mặc dù mình rất yêu Chí chị, nhưng mà chuyện của anh ấy với Lệ Quyên vẫn không cho mình một lời giải thích. Nếu là vậy làm sao kết hôn với ảnh được đây? Nhưng mà nếu như mình không kết hôn, anh sẽ bị ba ép cưới Tú Khanh làm vợ. Rốt cuộc mình nên làm thế nào mới ổn đây? Tâm Di. Anh, sao anh đến đây vậy? Anh ngồi đi. Nè, uống nước đi. Cảm ơn. Tâm Di, anh nghe mẹ nói ba muốn ép em kết hôn. Ba đúng thiệt là không biết đang nghĩ gì nữa. Trước đây tính ba đâu có vậy đâu. Ba là một người sáng suốt, luôn lo nghĩ cho người khác mà. Sao bây giờ trở nên cố chấp như vậy? Muốn thế nào thì phải như vậy. Bộ ba tưởng kết hôn là một trò chơi hay sao? Muốn làm thì làm ngay. Anh à, về chuyện này em cũng có suy nghĩ rồi. Nếu như em kết hôn, có thể làm cho ba không còn ép anh nữa, vậy thì em bằng lòng đáp ứng yêu cầu của ba. Tâm Di à, em... Anh, thật ra một người con gái nếu như tình cảm ổn định rồi, đương nhiên hy vọng đi tới kết hôn. Em yêu Chí Dĩ, em cũng hy vọng có thể làm cô dâu của ảnh. Chỉ là gần đây hai tụi em vì một cô gái tên là Lệ Quyên cãi nhau không vui vẻ gì. Vì vậy vào những lúc này em thực sự không biết là nên nói chuyện này với ảnh như thế nào. Em cũng không chắc bây giờ ảnh đối với em có còn yêu em nữa hay không. Tâm Di, trước kia lúc Gia Bân với Chí Dĩ cùng nhau theo đuổi em, mọi người đều thấy cả hai rất có lòng với em. Cuối cùng em lựa chọn Chí Dĩ, đó là vì em nghĩ rằng cậu ấy không phải là người thích mới nới cũ hay thay đổi thất thường. Chắc chắn cậu ấy sẽ yêu thương em, cho nên em mới lựa chọn cậu ấy. Thật lòng mà nói, mọi người đều biết con người của Chí Dĩ rất là nhiệt tình, lại là người có lòng hiệp nghĩa. Chuyện của cô Lệ Quyên đó, anh cho rằng đó là em phản ứng thái quá. Em thử nghĩ xem, cậu ấy đưa Lệ Quyên về nhà mình ở tạm chỉ đơn thuần là tội nghiệp cổ, thông cảm cho nỗi khổ của cổ. Tâm Di à, tại vì em suy nghĩ quá nhiều đó thôi. Được rồi, em cũng biết tình cảm của em với Chí Dĩ đã đến mức ổn định rồi. Chẳng phải em cũng muốn sống suốt đời bên cạnh cậu ấy sao? Nếu đã như vậy, có mâu thuẫn hiểu lầm thì nói rõ với nhau. Em phải biết là con đường sau này của các em vẫn còn dài, không thể mỗi lần gặp chuyện gì chỉ biết giận dỗi. Thời gian lâu sẽ thay đổi mọi thứ đó. Còn nữa, anh cũng không muốn thấy hôn lễ của em tổ chức qua loa như vậy. Nếu anh kết hôn là vì muốn giải dây cho anh, ngược lại anh cho rằng điều này không cần thiết. Em cũng biết đó, điều anh thực sự muốn nhìn thấy là em gái anh được sống hạnh phúc vui vẻ. Em không được vì chuyện của anh mà ảnh hưởng tới quyết định của em, có biết không? Anh, em biết rồi. Em sẽ đi tìm Chí Dĩ nói chuyện lại với ảnh. Như vậy là đúng rồi. Ông trời ơi, sao lại đùa giỡn với tôi như vậy chứ? Không ngờ Chu Quảng Đạt là ba ruột tôi. Không ngờ tôi lại là người thân của kẻ đầu sỏ, làm gia đình Tâm Di phải ly tán hết 18 năm. Xem ra thân thế của mình hết che giấu được nữa rồi. Một Lý Chi Dĩ thành thật chính trực, không ngờ lại nói dối trắng trợn như vậy. Tâm Di sẽ không tha thứ cho mình đâu.
Anh đang ở đâu vậy? Em có chuyện muốn nói với anh. Anh à, chí Dị nói bây giờ anh đang ở công viên gần nhà đợi em đó. Vậy em đi tìm chí Dị nha. Được rồi, mau đi. Để anh mở, để anh mở cho. Ủa, Gia Bân. Ủa, Nhạc Phong, anh cũng ở đây sao? Ờ, đúng vậy. Trường Gia Bân, sao lại đến đây vậy? Tiếc quá, bây giờ em phải ra ngoài rồi. Anh mới tới tìm thì em đã đi rồi. Tránh mặt anh sao? Tránh anh à? Tại sao chứ? Em có nợ tiền anh không? Ờ, đương nhiên không rồi, Phó Tổng à. Ờ, Nhạc Phong, sao anh lại tới tìm Tâm Di? Có chuyện gì sao? Là ba tôi ép tôi cưới vợ không được, bây giờ lại muốn ép Tâm Di. Vì vậy tôi tới tìm Tâm Di, kêu nó đi nói chuyện với chí Dĩ. Tâm Di à, mặc dù em không chọn anh, nhưng mà chỉ cần em tìm được hạnh phúc cho mình thì anh vẫn mừng cho em. Tình cảm của em với chí Dĩ cũng ổn định, kết hôn là chuyện sớm muộn thôi. Thật sự em cũng nên nói chuyện với anh ấy đi. Trần Gia Bân, cảm ơn anh. Ở trong lòng em, anh mãi mãi là người bạn tốt nhất, thân thiết nhất. Không phải em muốn đi tìm chí Dĩ sao? Anh chở em đi. Đi nha. Anh, em đi nha. Đi đi. Tâm Di à, em đi tìm chí Dĩ trước đi. Anh đi đậu xe, chút nữa qua đó kiếm hai người. Ờ. Ê, nhớ nha, tuyệt đối đừng dở tính tiểu thư ra đó. Trần Gia Bân, anh thấy em dở tính tiểu thư ra hồi nào vậy? Em nói như vậy là ngang ngược đó. Trần Gia Bân, cảm ơn sự khoan dung và độ lượng của anh, em thực sự rất cảm động. Được rồi, mau đi đi. Chí Dĩ. Tâm Dĩ, em biết là anh rất tốt bụng, nhưng cũng vì cái tính tốt bụng này làm anh gặp nhiều phiền phức. Vì tốt nên anh mới nóng nảy đánh người. Còn nữa, em muốn anh đưa Lệ Quyên rời khỏi đây, không phải là vì em nghĩ cô có sự uy hiếp đối với em, mà là em cần có một cảm giác được tôn trọng. Em quan tâm anh như vậy, em hy vọng anh cũng quan tâm em. Chẳng lẽ yêu cầu này cũng sai hay sao? Tâm Di à, biết em đến giờ vẫn quan tâm tới anh, dám nói thẳng ra tình cảm của mình, anh thực sự rất cảm động. Chí Dĩ, chúng ta đừng có cãi nhau nữa có được không? Hôm nay em tới tìm anh, thật ra là có một chuyện rất quan trọng. Là chuyện gì vậy? Anh cũng biết đó, ba em bị bệnh nặng. Trước đó ba một mực kêu anh hai lấy con gái của ân nhân ba là Tú Khanh. Nhưng mà anh biết đó, với quan hệ của ảnh và Hiểu Anh, ảnh làm sao có thể trong thời điểm này bỏ rơi Hiểu Anh mà cưới Tú Khanh. Ba em nghĩ mình không còn sống bao lâu. Nếu như đã không khuyên được anh hai, ba em hy vọng em có thể mau chóng kết hôn. Ba nói là có thể nhìn thấy con gái của mình hoàn thành hôn sự cả đời là ước muốn lớn nhất trong đời của ba em. Chi Dĩ à, nếu chúng ta đã có lòng ở bên nhau rồi, chuyện quá khứ cứ để cho nó trôi qua đi được không? Bắt đầu từ bây giờ, em mong chúng ta có thể cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại, bên nhau trọn đời, được không? Kết hôn với em là ước muốn cả đời của anh, nhưng bây giờ ước muốn này có lẽ không cách nào thực hiện được, thậm chí bị tiêu tan hoàn toàn.
Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh thật sự vì cô Lệ Quyên đó định từ bỏ em sao? Không phải Tâm Di à? Không phải cái gì? Chị Dĩ à, đầu óc anh có chỗ nào bị hư rồi hả? Tâm Di đã nói rõ ràng là muốn kết hôn với anh rồi kìa mà, anh còn ở đây diễn cớ từ chối cái gì nữa? Nếu như Tâm Di biết được ba ruột của tôi chính là ông Chu Quảng Đạt, anh cảm thấy cô còn muốn lấy tôi không? Chu Quảng Đạt mới là ba ruột của anh, sao có thể được chứ? Anh không phải là con trai bác Dưỡng sao? Chuyện tới nước này, tôi cần phải nói sự thật với hai người. Thật ra Lý Chí Dĩ mà mọi người quen biết từ lúc 12 tuổi, khi dọn tới Đài Bắc chưa được bao lâu thì bị một trận bệnh nặng chết rồi. Còn tôi chỉ là đứa con mồ côi được ba và dì nhận về nuôi. Anh đang nói cái gì vậy? Ý của anh muốn nói là anh, anh không phải là Lý Chí Dĩ mà chúng tôi quen biết từ nhỏ sao? Sau khi ba nhận nuôi tôi rồi, luôn đối đãi xem tôi như là con ruột của mình. Sau đó tôi phát hiện thì ra ba đối với sự ra đi của Tiểu Chí Dĩ luôn nhớ nhung khôn nguôi. Vì muốn báo đáp công ơn dưỡng dục của ba, tôi quyết định cố gắng bắt chước ảnh. Thậm chí tôi còn đọc nhật ký của ảnh. Ba cũng cảm nhận được tấm lòng của tôi, cho nên dần dần cũng xem tôi như là Tiểu Chí Dĩ. Cứ như vậy tôi, ba và dì Mạng nói cười vui vẻ, hạnh phúc yên bình sống với nhau 20 năm nay. Thì ra anh không phải Lý Chí Dĩ mà em quen biết từ thuở nhỏ. Tâm Di, em có biết không, trong quyển nhật ký của Tiểu Chí Dĩ đó không có ngày nào không nhắc tới em. Nỗi nhớ nhung và ái mộ của anh có lẽ em vĩnh viễn không thể tưởng tượng được đâu. Cho nên anh đã đưa ra một quyết định. Anh quyết định hoàn thành ước muốn vẫn chưa hoàn thành của anh ấy. Anh muốn làm một cảnh sát tốt và cho Trịnh Tâm Di hạnh phúc. Vì vậy bao nhiêu năm nay anh luôn cố gắng tìm kiếm tung tích của em. Mãi cho tới sau khi quen biết em, anh phát hiện anh đã yêu em mất rồi. Vào lúc đó anh hoàn toàn không biết em chính là Tâm Di. Anh đã phải đấu tranh với bản thân rất lâu. Mãi tới khi em nói với anh thì ra em chính là cô ấy, thì anh càng khẳng định cả đời này anh phải bảo vệ em, yêu thương em, không để bất kỳ dối em đâu. Từ lâu anh đã cảm thấy bản thân mình là Tiểu Chí Dĩ, chính là người con trai em yêu từ nhỏ. Không, anh không phải Lý Chí Dĩ mà tôi quen biết tuyệt đối sẽ không giấu tôi, hơn nữa còn che giấu bao năm nay. Tâm Di à, em khoan tức giận đã. Anh tin rằng Chí Dĩ, anh tin anh ta giấu giếm chúng ta vậy cũng xuất phát từ ý tốt. Chẳng qua anh ta không muốn bắt Dượng và dì Mạng luôn chìm đắm trong nỗi đau mất đi Chí Dĩ thôi, nên anh ta mới giả mạo Chí Dĩ thay thế vai trò của cậu ấy. Thực ra nghĩ kỹ mà xem, anh ta làm vậy cũng có nguyên nhân. Hơn nữa khoảng thời gian này, những gì anh ta làm cho em anh nhìn thấy rất rõ ràng. Anh tin rằng ảnh thật lòng đối với em mà. Tâm Di à, nói thế nào đi nữa anh biết người làm sai là anh. Anh cũng không có tư cách cầu mong em tha thứ. Thậm chí lúc ở bên em, hôm nay anh mới biết được thì ra Chu Quảng Đạt, ông ấy chính là ba ruột anh. Sao cho tới bây giờ anh mới biết Chu Quảng Đạt chính là ba ruột của anh chứ? Có nhầm lẫn không vậy hả? Đã có báo cáo xét nghiệm ADN rồi. Tôi chính là con ông ta. Ân oán của đời trước không thể tính vào đời của chúng ta được. Chuyện của ba Trần Gia Bân tôi đã từng phải chịu đựng rồi. Bây giờ cảnh ngộ của anh cũng giống như ảnh. Tôi cảm thấy tôi có thể bỏ qua chuyện này.
Nhưng tôi không thể chấp nhận, không thể hiểu nổi tại sao lại lừa dối tôi. Tôi nghĩ chuyện của chúng ta không cần phải bàn nữa. Chu Quảng Đạt, ông ta thật sự là ba ruột của Chí Dĩ sao? Lần này ba trở về, ngoại trừ việc muốn cả gia đình mình đoàn tụ, quan trọng nhất là muốn đối phó với Chu Quảng Đạt. Nếu như ba mà biết Chu Quảng Đạt là ba của Chí Dĩ, còn mình lại muốn kết hôn với Chí Dĩ, ba có đồng ý không? Cho dù ba có đồng ý, nhưng mình thì sao? Mình có còn muốn lấy Chí Dĩ không? Sau khi mình biết ảnh lừa dối tình cảm của mình, mình có còn chấp nhận ảnh nữa hay không? Tâm Di à, mở cửa đi. Anh cho Bân đây. Tâm Di, Tâm Di à. Em vẫn ổn chứ? Tâm Di à, anh biết tâm trạng hiện giờ của em rất mâu thuẫn, nhưng mà anh tin rằng anh tin rằng cảm nhận của Chí Dĩ cũng không khá hơn em bao nhiêu đâu. Em nghĩ thử đi, anh ta là một cảnh sát có chính nghĩa như vậy. Bình thường người anh ta muốn bắt nhất chính là tên khốn Chu Quảng Đạt đó. Kết quả bây giờ Chu Quảng Đạt lại là ba ruột của anh ta như vậy. Sự thật này anh tin rằng bản thân anh ta có lẽ rất khó chấp nhận. Tâm trạng này giống y như lúc ban đầu khi anh biết ba anh hại người nhà em. Vào thời gian đó, khi anh đau khổ nhất, anh ta không ngừng tới an ủi anh. May là sau này em cũng tha thứ cho anh, anh mới vượt qua được những sóng gió của đời mình. Lần này Chí Dĩ gặp chuyện tương tự như anh, mong em nếu có thể được thì đừng trách anh ta chuyện này nữa. Em hiểu rõ mà Gia Bân, những chuyện này em hiểu mà. Phận con cái không có quyền lựa chọn ba mẹ, vì vậy chuyện ảnh là con trai Chu Quảng Đạt đâu thể trách anh ấy được. Đây không phải là vấn đề. Vấn đề chính ở đây là em không biết sau này nên đối mặt với anh ấy như thế nào, nên đối mặt với tình cảm này như thế nào. Tâm Di à, em nói vậy là có ý gì hả? Em quen biết anh ấy lâu như vậy, anh lại không hề nói cho em biết. Anh không phải là Lý Chí Dĩ mà em quen biết từ lúc nhỏ, còn khiến em ngu ngốc yêu anh ấy mất rồi. Nếu trước khi kết hôn, trong tình cảm đã không có sự thành thật, thì sau khi tụi em lấy nhau, tương lai có hạnh phúc hay không? Thì ra em đang lo lắng chuyện này hay sao? Hơn nữa, anh ấy với cô Lệ Quyên đó cứ dây dưa với nhau. Em thực sự rất nghi ngờ, ở trong lòng anh ấy em có quan trọng thật hay không? Hai người yêu nhau nhưng không có sự tin tưởng lẫn nhau, luôn đầy ắp sự ngờ vực nghi ngờ. Chuyện tình cảm này có kết quả tốt không? Tụi em có thể sống hạnh phúc suốt đời không? Ai cũng thấy bất ngờ, Chí Dĩ lâu nay lại không phải là Lý Chí Dĩ thật. Người ta thường nói măng mọc có tốt có xấu, thật không ngờ một thanh niên ưu tú như vậy lại là con trai của Chu Quảng Đạt. Tâm Di à, hôn nhân là hạnh phúc cả đời người,
Mẹ nghĩ con không thể vì chuyện này mà thay đổi quyết định của mình được. Mẹ, con sẽ không vì Lý Chí Dĩ là con trai của Chu Quảng Đạt mà không muốn ở bên anh ấy. Suy cho cùng, phận làm con đâu thể lựa chọn cha mẹ cho mình. Nhưng mà điều con không thể nào chấp nhận là chuyện ảnh không phải là Lý Chí Dĩ. Tới bây giờ ảnh mới nói cho con biết. Ảnh làm như vậy căn bản là đang lừa dối tình cảm của con. Ảnh đối với con như vậy thật khiến con đau lòng. Kim Phụng à, tình cảm của Tâm Di với Chí Dĩ nếu đã xuất hiện vấn đề rạn nứt rồi, chị lo lắng cũng không giúp được gì đâu. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên tôn trọng ý kiến của nó. Hôn nhân cả đời Tâm Di suy nghĩ cẩn thận là chuyện đương nhiên. Nhưng mà anh thử so sánh hai đứa nó đi. Một đứa là con trai của Chu Quảng Đạt, một đứa là con của Trần Long Quy. Đối với chúng tôi mà nói thì có khác gì đâu, đều có ân oán với chúng tôi. Nhưng nói đi phải nói lại, hai đứa thanh niên tụi nó đều rất ưu tú. Bây giờ Chí Dĩ gặp phải cú sốc lớn này, nói giúp nó một chút cũng là chuyện nên làm. Đúng vậy, bây giờ trong lòng của Chí Dĩ chắc chắn đau khổ hơn bất cứ ai. Càng không cách nào chấp nhận sự thật này. Con nằm mơ cậu ấy cũng không ngờ Chu Quán Đạt lại là ba ruột của mình. Bất kể tình cảm sau này của cậu ấy với Tâm Di có đi tới kết quả nào, thì tụi con cũng là bạn bè, con nên đi hỏi thăm động viên cậu ấy. Bây giờ con đi tìm Chí Dĩ đi. Chí Dĩ này rốt cuộc đã đi đâu vậy? Điện thoại cũng không nhận, tin nhắn cũng không trả lời. Rốt cuộc làm trò gì vậy? Tôi đang ở bên bờ hồ, bây giờ không muốn nói chuyện dài hết. Alo, Tâm Di, anh hai đi. Alo anh hai, kiếm em có chuyện gì không? Anh vừa mới biết Chí Dĩ đang ở bên bờ hồ, em qua đó nói chuyện với nó đi. Chuyện này có liên quan gì tới em chứ? Đừng như vậy nữa, anh nên nói chuyện với cậu ấy trước, lát nữa em qua đó. Anh, chúng ta đi tìm anh ấy. Nè, phải nói là ở đây sao? Sao không thấy đâu hết? Chí Dĩ, anh ơi, Chí Dĩ. Anh Nhạc Phong, không phải tôi nói với anh rồi sao? Để chút nữa đi, để tôi đi tìm anh. Bây giờ tôi đang muốn uống bia. Nè Chí Dĩ, tôi vội vàng tới tìm anh là vì hạnh phúc sau này của anh với Tâm Di. À, tôi biết rồi, chắc chắn là anh biết rồi. Tôi không phải là Chí Dĩ của trước kia, nên anh tới đây để mắng chửi tôi có đúng không? Anh Nhật Phong à, xin lỗi anh, xin lỗi anh. Thôi được rồi, anh tỉnh táo lại một chút có được không? Đời người khó tránh việc gặp phải thất bại. Chẳng lẽ anh không chịu nổi thử thách này hay sao? Chỉ có một chút trở ngại đã đánh gục anh được rồi sao? Tôi hỏi anh, thật ra anh có yêu Tâm Di hay không? Tôi còn có tư cách gì yêu Tâm Di chứ? Tôi đã nói dối với tất cả mọi người như vậy, tôi lừa dối anh,
lừa dối Tâm Di, lừa dối mọi người. Bây giờ còn là con trai của Chu Quảng Đạt nữa. Hôm nay quan trọng không phải anh là con trai của ai, quan trọng đó là trái tim của anh. Nếu anh còn yêu Tâm Di thì anh không nên tự chà đạp bản thân, luôn đẩy Tâm Di rời xa mình. Anh là con trai của Chu Quảng Đạt thì làm sao hả? Đối với Trần Long Quy, Tâm Di cũng đã tha thứ ông ấy. Huống hồ là anh từ nhỏ chưa từng sống chung với tên Chu Quảng Đạt đó, Tâm Di sao có thể trách anh được. Anh nghe đây, nếu như anh cứ muốn sống những ngày bạc như kiểu này, cho dù anh có yêu Tâm Di, người làm anh hai như tôi cũng không yên tâm giao em gái của mình cho anh đâu, anh hiểu không? Chí Dĩ à, nghe tôi nói đi. Trước khi anh che giấu mọi người, nói anh là Chí Dĩ hồi xưa, chuyện này mọi người sẽ không so đo với anh, cũng sẽ không trách anh. Bây giờ quan trọng nhất là nếu như anh vẫn còn thật lòng yêu thương Tâm Di thì anh nên phấn chấn lại bản thân mình đi, biểu hiện thật tốt cho nó thấy, có hiểu không? Tôi còn có biểu hiện thế nào nữa? Ngay cả là một cảnh sát cũng bị cho tạm nghỉ. Gia Bân thì không giống như tôi, anh ấy không những có thể giúp được Tâm Di, còn hàng ngày ở bên cạnh Tâm Di bảo vệ cho cô. Còn tôi thì sao? Bây giờ tôi là con trai của Chu Quang Đạt, là con trai của một người mà việc xấu gì, chuyện xấu gì cũng làm hết. Đừng có khuyên tôi nữa đi. Ê, được rồi, đừng có uống nữa. Trả lại cho tôi. Kêu anh đừng có uống nữa, có nghe không? Anh muốn uống phải không? Được rồi. Anh nghe đi, cứ xem những gì tôi nói lúc nãy đều là vô ích. Nếu anh muốn sống ngày tháng mất hết ý chí, ai cũng sẽ không cứu nổi anh đâu. Xin lỗi anh Nhạc Phong, Tâm Di, Gia Bân, tôi lừa dối tình cảm của mọi người. Tôi lừa dối mọi người lâu như vậy rồi. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi. Tâm Di, xin lỗi em. Xin lỗi em Tâm Di. Anh xin lỗi em. Xin lỗi. Anh thực sự sai rồi. Anh không nên lừa dối em lâu như vậy. Nhưng mà anh không có dũng cảm để nói cho em biết sự thật. Anh sợ nếu như nói ra, em sẽ rời xa anh. Xin lỗi em. Em tha thứ cho anh được không? Tâm Di, em có thể tha thứ. Người đâu? Lý Chí Dĩ. Cái tên này đang làm cái trò gì vậy? Ê, ê, Tâm Di. Được rồi Tâm Di à, em khoan tức giận đã. Anh tin Chí Dĩ không phải loại người đó đâu mà. Có lẽ Trần Gia Bân, anh yêu tôi không? Anh đương nhiên là yêu em rồi. Sao em đột nhiên hỏi anh câu này vậy? Cho dù một giây trước tôi yêu người khác, nhưng một giây sau tôi muốn kết hôn với anh ngay lập tức. Anh cũng đồng ý lấy tôi sao? Nếu anh không yêu tôi thì bỏ đi. Nhưng nếu anh yêu tôi, tôi muốn anh chứng minh. Tôi muốn anh lập tức lấy tôi. Tâm Di à, chỉ cần một câu của em thôi, dù dầu sôi lửa bỏng anh cũng nhào vô. Huống hồ là lấy em, chính là ước muốn lớn nhất cả đời này của anh. Chỉ là em có thật sự muốn lấy anh hay không thôi. Chắc chắn. Tôi chắc chắn người anh yêu nhất là tôi. Tôi chắc chắn cả đời này anh sẽ yêu tôi. Tâm Di à, anh yêu em, anh bằng lòng kết hôn với em. Bất kể bây giờ trong lòng em không có anh,
anh cũng sẽ dùng cả thời gian của đời mình để yêu em. Hơn nữa, anh sẽ khiến em có tình cảm với anh. Tâm Di, xin em hãy lấy anh. Mấy đứa nhỏ này, lúc còn nhỏ mấy đứa nó đứa nào đứa nấy hiếu thảo nghe lời anh. Anh nói cái gì tụi nó cũng làm theo hết. Bây giờ lớn lên rồi, đứa nào cũng có cái tôi và cách nghĩ của mình hết, hoàn toàn không quan tâm gì tới tâm trạng người cha già này. Chú à, nếu như Nhạc Phong ảnh không có cảm giác gì đối với con hết, con thấy việc hôn sự này hay là bỏ đi đừng bàn nữa nha. Không được đâu, con yên tâm đi. Về chuyện này chú chắc chắn sẽ làm chủ giùm con. Anh Dương Sinh, con cháu ắt tự có phúc của con cháu. Chuyện thanh niên trẻ tụi nó anh đừng có nhọc lòng nhiều như vậy. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của chính bản thân anh đó. Anh phải mau chóng dưỡng cho khỏi bệnh. Đợi thân thể khỏe mạnh rồi, có chuyện gì chúng ta sẽ bàn bạc lại sau. Ê ba, tổng giám đốc. Bác trai, tổng giám đốc, Tú Khanh. Tinh thần bác trai hôm nay trông không tệ hả? Có đỡ hơn chút nào không bác? Cũng đỡ nhiều rồi. Sao hôm nay hai đứa con rảnh rỗi tới thăm ba vậy? Có chuyện gì có phải không? Ba, tụi con tới là muốn báo cho ba biết một tin vui. Con quyết định sẽ kết hôn với Gia Bân. Hả? Thật không? Các con thật sự muốn kết hôn rồi sao? Tinh Tinh à, em có nghe thấy chưa vậy? Tâm Di nó nói là sắp kết hôn với Gia Bân rồi kìa. Có nghe thấy rồi. Trông anh vui mừng tới nỗi như vậy. Chúc mừng hai người. Chúc mừng nha Tâm Di, Gia Bân. Thật ra chuyện này tụi con cũng vừa quyết định thôi. Vì vậy Tâm Di kêu con mau chóng qua đây để báo cho bác biết. Trời ơi, cái gì mà bác trai, con phải gọi là ba chứ. Dạ, thưa ba. Nếu đã quyết định kết hôn vậy thì phải mau chóng chuẩn bị chuyện hôn lễ đi chứ, càng nhanh càng tốt. Tinh Tinh à, chuẩn bị hôn lễ giao cho em với Tú Khanh chuẩn bị đó. Anh Dương Sinh, chuyện này anh cứ yên tâm đi. Đợi chút nữa em sẽ mời người ta chọn một ngày tốt, chắc chắn sẽ tổ chức hôn lễ thật long trọng, sẽ không để anh thất vọng đâu. Được. Chủ tịch, có chuyện không hay rồi. Có chuyện gì? Tôi nghe nói Lưu Khôn trên đường chuyển từ trại giam sang nhà lao đã trốn thoát rồi. Cái gì? Lôi Khôn trốn thoát rồi à? Dạ. Chủ tịch, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm một số người bảo vệ an toàn cho ông. Bây giờ bên cảnh sát cũng đang truy nã hắn. Thank you.
Chu Quảng Đạt, Trần Gia Bân, Hứa Nhạc Hồng, Lý Chí Vĩ, mấy tên khốn các người không để tôi sống tốt, tôi cũng không để cho mấy người được sống tốt đâu. Cứ chờ mà coi đi. Tỉnh chưa vậy hả? Hey, vẫn đang ngủ à? Lý Chí Vĩ, mau dậy đi. Con đau đầu lắm, đừng quấy rầy con. Con muốn ngủ tới khi nào đây chứ hả? Cái thằng nhóc này uống nhiều rượu như vậy lại còn say, ngủ dưới chân cầu luôn chứ. Nếu không phải Lệ Quyên gửi tin nhắn cho ba để ba tới đón con chết ở bên đường cũng không ai biết đâu. Thằng nhóc con làm ba tức chết hả? Lệ Quyên, tự tôi làm được rồi, cảm ơn cô. Lệ Quyên thế nào rồi, anh tính dậy chưa? Tôi đổ nước mới cho cô đây nè. Wow, hồi chết đi được cả phòng đều mùi rượu. Tôi khâm phục cô, sao đêm qua cô có thể ở đây chăm sóc ảnh hay vậy? Tôi làm thế nào về đây được vậy? Anh còn dám hỏi. Anh uống say rồi ngủ ly bì miên man ở dưới chân cầu đó. Nếu không phải Lệ Quyên gửi tin nhắn cho bác Dượng tới đón anh về, anh có chết ở bên đường cũng không ai lo cho anh đâu, có biết chưa? Lần này anh tệ thì bác Dượng tức chết đi được. Cảm ơn cô Lệ Quyên. Tỉnh rồi phải không? Vậy em đi nấu tô mì cho anh ăn nha. Lệ Quyên à, cô cũng mệt rồi, ở đây cùng tôi suốt cả đêm, mau đi nghỉ đi, tôi tự mình làm được mà. Làm gì không biết, uống say như vậy về nhà như thế nào cũng không biết nữa. Hiểu Anh à, nè uống nước đi. Hiểu Anh à, em hồi phục nhanh lắm đó. Em nghe nói chị Tâm Nhi sắp kết hôn rồi. Đúng rồi, Hiểu Anh à, đó là ý tốt của Tâm Nhi, cũng là vì ba của Nhạc Phong á, rất muốn nhìn thấy mấy đứa con của ảnh sớm ngày lập gia đình. Nếu như Tâm Nhi bây giờ nó kết hôn trước, vậy thì chuyện của Nhạc Phong với Tú Khanh có thể kéo dài lâu hơn rồi. Hiếu Anh à, em phải ráng lên, nhất định phải nhanh chóng khỏe lại, có biết không? Em sẽ cố gắng. Đương nhiên phải cố gắng rồi. Nếu như con muốn mặc váy cưới trong ngày hôn lễ thì con nhất định phải mau chóng khỏe lại đi. Bà tin rằng nếu như con mặc váy cưới trong hôn lễ rồi, chắc chắn là cô dâu đẹp nhất trên thế giới. Vậy thì lúc đó anh có thể đi lựa váy cưới cùng với em có được không? Anh sẽ chọn giùm em áo cưới đẹp nhất, được không? Được chứ. Móc ngoéo đi. Nè, móc ngoéo, không được nuốt lời. Chủ tịch, có chuyện không hay rồi. Có chuyện gì mà lại hốt hoảng như vậy? Em nghe nói Lưu Khôn trên đường áp giải tới nhà Lao đã trốn thoát rồi đó. Lưu Khôn không phải là một tên lưu manh bình thường, chuyện gì hắn cũng dám làm hết. Cái tên lưu manh vượt ngục như hắn á, lỡ lần này tới tìm chúng ta tính sổ, chúng ta khó mà đề phòng được. Con thấy sau này chúng ta ra ngoài nhất định phải cẩn thận một chút. Sân khấu hôn lễ lần này sẽ do cậu phụ trách hết. Yên tâm đi tổng giám đốc, tôi đã liên lạc với vài chỗ tổ chức rồi, lúc đó tôi sẽ lựa một chỗ thích hợp nhất. Tú Khanh, còn công ty áo cưới thì để cho con phụ trách. Xem Tâm Di với Gia Bưng khi nào tụi nó muốn đi lựa chọn lễ phục. Còn nữa, quan trọng nhất là con phải mau chóng lên danh sách khách mời nữa. Dạ, con biết rồi. Lần này chúng ta sẽ sắp xếp cử hành hôn lễ ở khu vực ngoài trời, mặc dù rất đơn giản nhưng mà tôi hy vọng phải thật long trọng. Vậy tổng giám đốc, tôi đi làm việc trước đi. Nè Tú Khanh, đợi cô. Cô Tinh, có chuyện gì? Tú Khanh, thực ra trong lòng cô rất là mâu thuẫn.
cô luôn mong có thể như ý của anh Dương Sinh, tác hợp cho con với Nhạc Phong, vì cô biết Nhạc Phong là người đàn ông có trách nhiệm. Nhưng mặt khác cô lại lo lắng không yên, nếu như Nhạc Phong không thích con hoặc là trong lòng nó có người khác, bây giờ ép nó phải ở bên cạnh con, tương lai e là sẽ không được hạnh phúc. Thực ra lần này con trở về đây gặp được Nhạc Phong, anh ấy giống y như trong tưởng tượng của con, tốt vô cùng. Mặc dù con biết rằng nếu lấy một người không yêu mình chắc chắn sẽ không hạnh phúc, nhưng mà nhìn thấy Nhạc Phong đối với Hiểu Anh có tình có nghĩa như vậy thì con biết ngay Nhạc Phong là một người đàn ông đáng để cho con dựa dẫm. Nếu như có một ngày con có thể lấy được anh ấy, chắc chắn con sẽ khiến anh ấy cảm động, khiến anh ấy yêu thương con. Được, con nghĩ như vậy cũng rất tốt. Vậy thì cô cũng sẽ chúc phúc cho con sớm ngày tìm được hạnh phúc của chính bản thân mình, hả?